Thảm kịch đêm giao thừa vì nổ pháo tự chế khiến một gia đình ở thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi gồm chồng tử vong, vợ và con bị thương nặng. Ngày 10 tháng 2, tức mùng 1 Tết Giáp Thìn, Công an thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn thị xã vừa xảy ra vụ nghi nổ pháo tự chế khiến một người chết, hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 9 tháng 2 tức đêm giao thừa, tại nhà anh Phạm V.A. sinh năm 1976, chú thôn Quy Thiện, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, bất ngờ xảy ra vụ nổ khiến anh a tử vong trên đường đi cấp cứu chị mai tl vợ anh a và cháu phạm na con anh a bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện kết quả khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ nổ là do cha con anh a đang làm quả nổ tự chế thì xảy ra thảm kịch trong thời khắc giao thừa tại hiện trường có rất nhiều vật liệu rơi vãi và một số chất bột nghi thuốc nổ chưa sử dụng còn sót lại hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ